Trường Sơn Duy Khánh, số 9. Băng nhạc Trường Sơn Duy Khánh, số 9. Chủ đề: Những chiều không có em. Do Duy Khánh trình bày, gồm 10 ca khúc được tuyển chọn trong số những bài ca thịnh hành do các bạn yêu nhạc khắp nơi yêu cầu nhiều nhất hiện nay. Cái chân này sau khi khỏi, bác sĩ dặn cũng phải vận động mẹ ở thành phố chỗ con ở. The Friday flight is fully booked, yeah. I'm afraid. Wednesday? 자신의 민족을 자랑스러워해야 한다고. Các bạn thân mến, trong tiết mục Chuyện Vui Cuối Tuần hôm nay, Lệ Quyên và Hùng Anh xin giới thiệu. Thank you.